Xin kính chào quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Hương Hiệu S. Hôm nay em Hương lại tiếp tục sale cho anh chị với 4 mẫu đồng hồ bên em đang giảm giá nhé anh chị nhé. Anh chị nào có nhu cầu đặt mẫu nào thì cứ cho em xin mã hoặc thông tin hoặc hình ảnh của sản phẩm nhé anh chị nhé. Và những cái sản phẩm này thì em sẽ ship đầy đủ full box cho các anh chị luôn. Anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn mẫu nào thì cứ inbox trực tiếp qua Zalo bên em nhé anh chị nhé. Mẫu đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị là một mẫu đồng hồ Seiko. Đây là phiên bản mẫu đồng hồ Seiko 5 anh chị ạ. Đây là sản phẩm đến từ Nhật nhé anh chị nhé. Và sản phẩm này thì vẫn là máy 21 chân kính này, là thuộc dòng Seiko 5 nhé chị nhé. Trên mặt đồng hồ thì anh chị thấy là mặt màu đen, kim và cọc giờ thì đều có dạ quang, cọc giờ và kim thì đều được bo màu vàng nhé chị nhé. Thậm chí là ô nịch này cũng được bo màu vàng luôn, đúng chỉnh tại vị trí 4 giờ này. Và trên mặt đồng hồ thì cũng có chia thành những các lòng khác nhau, lòng trong cùng là màu đen trơn nhé chị nhé. Lòng tiếp theo thì anh chị thấy là những cái đường tròn đồng tâm này, rất là đẹp luôn. Lòng ngoài cùng là vạch chia phút và chia giây anh chị ạ. Có chữ Made in Japan tại vị trí từ 6 giờ đến 8 giờ này. Máy thì vẫn là máy 7S26 nhé. Máy automatic và 21 chân kính ở đây. Và có chữ Seiko 5 gắn nổi ở trên mặt đồng hồ. Viền bên trên, viền bên cạnh thì đều được mạ bóng này. Dây thì thiết kế với 3 đường chỉ này. Và dây thì được thiết kế là thép ghép nhé chị nhé. Đây anh chị có thể chiếu đây và mình có thể dễ dàng chỉnh dây tại vị trí bên trong cùng này anh chị ạ. Khóa của đồng hồ này. Đây là chiều bên này của dây. Khóa của đồng hồ thì cũng có chữ Seiko 5 và có chữ Japan ở đây luôn. Đây là mặt trong của khóa anh chị ạ. Đáy song của đồng hồ thì là đáy hở kính nhé. Cũng khác những chi tiết liên quan đến sản phẩm. Thì anh chị có thấy là có chữ Seiko này, Made in Japan. Bánh đà bên trong thì cũng có chữ Japan này. 21 Jewel ấy là 21 chấn kính anh chị nhé. Sản phẩm của tập đoàn Seiko và máy của nó là vẫn 7S26C. Một bộ máy rất nổi tiếng và là huyền thoại của Seiko rồi anh chị ạ. Đây là mặt sau của khóa dây. Đây là khóa này. Khóa thì anh chị có thể dễ dàng chỉnh tại vị trí bên trong này. Và hiện tại sản phẩm em đang để với mức giá là chỉ là 2 triệu tư thôi anh chị ạ. Một mẫu đồng hồ máy Made in Japan đến từ Nhật. Và kính của sản phẩm thì vẫn là phiên bản kính khoáng nhé anh chị nhé. Với phiên bản kính khoáng thì mình tránh va chạm được là tốt nhất anh chị ạ. Em đo luôn size mặt để anh chị tham khảo nhé. Size mặt là 36,8mm. Bề dày là 11,1mm nhé anh chị nhé. Với sản phẩm này thì em sẽ nên chu vi cổ tay 16 để anh chị tham khảo này. Sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16,5 trở xuống. Đây là một sản phẩm rất là thích hợp cho những anh nam nào có nhu cầu mua một sản phẩm máy tự động đến từ Nhật. Và máy nạp trực tiếp tại Nhật luôn anh chị ạ. Chống nước của sản phẩm thì vẫn là 30 mét nước để anh chị có thể đi mưa rửa tay bình thường. Mã của sản phẩm ở đây là SNKK17G1 nhé anh chị nhé. Trên tag này thì cũng có ghi mã của sản phẩm này, mã máy này, máy tự động này và chống nước luôn. Anh chị nào có nhu cầu mua một sản phẩm máy tự động này của Seiko 5 thì cũng có thể lựa chọn sản phẩm này nhé anh chị nhé. Em thấy máy của sản phẩm cũng rất là tốt rồi, đặc biệt là dạ quang cũng rất là sáng nhé anh chị nhé. Tiếp theo là một mẫu đồng hồ Orient 3 sao nhé anh chị nhé. Và mẫu này thì em thấy dạ quang cũng cực kỳ sáng luôn anh chị ạ. Và mức giá của sản phẩm thì cũng sẽ tốt hơn đối với dòng Seiko 5. Hiện tại em đang để với mức giá là 1 triệu 8 thôi anh chị ạ. Anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm này thì cứ liên hệ với số hotline bên em nhé. Trên mặt đồng hồ thì anh chị thấy là cọc giờ khá là lớn. Cọc giờ thì là 11 cọc số nhé. Và cọc số thì đều gắn dạ quang cả anh chị ạ. Đến ngày và lịch thứ tại vị trí 3 giờ này, đúng chỉnh tại vị trí 3 giờ này. Kim cũng có dạ quang và kim dây của sản phẩm là kim dây màu đỏ này. Logo của sản phẩm thì cũng được mạ màu vàng nhé anh chị nhé. Có chữ Orient, chữ Automatic ở đây. Biểu tượng 3 sao của dòng đồng hồ này. Bên dưới này thì có chữ Japan BK nhé. Đối với phiên bản là Made in Japan của Orient thì nó sẽ không ghi trực tiếp chữ đầy đủ ở trên mặt của đồng hồ đâu. Họ chỉ ghi chữ Japan ở đây thôi anh chị ạ. Đây là viền bên cạnh này. Viền bên trên này. Đây là dây. Dây được thiết kế với 5 đường chỉ bóng và đường chỉ phay xước sẽ xen lẫn nhau. Dây thì cũng được thiết kế là thép ghép anh chị ạ. Và nằm bên trong của dây thì anh chị thấy là mắt đồng hồ sẽ khá là nhỏ. Cho nên này cũng sẽ rất là ôm tay nhé chị nhé. Đây là khóa này, cũng có chữ Orient này, dập logo luôn. Đấy sau của đồng hồ thì cũng khác những chi tiết liên quan đến sản phẩm. Nhưng chị thấy có tem của Orient này, logo. Và thép không gỉ 316N này, chữ Water Resistant ở đây là chống nước là 50 mét nước nhé. Và phiên bản là lắp ráp tại Nhật luôn. Với phiên bản chống nước là 50 mét nước thì anh chị có thể đi mưa rửa tay bình thường. Không sai mặt để anh chị tham khảo nhé. Size mặt của đồng hồ là size mặt 38,9 này. Bề dày là 11,2 nhé. Em sẽ nên chu vi cổ tay 16 luôn.
Sản phẩm này thì sẽ phù hợp với những anh em nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16,5 trở xuống. Em nên chu vi cổ tay 16 cũng rất là đẹp luôn. Sản phẩm cũng rất là dễ đeo. Và đặc biệt là màu sắc của sản phẩm cũng rất là sang luôn. Với những dòng 3 sao thì em thấy là dạ quang của sản phẩm hiếm những mẫu có cái dạ quang ở trên đầy đủ cọc rời như thế này anh chị ạ. Và anh chị nam nào có nhu cầu mua một sản phẩm giá thì vừa phải nhưng mà dạ quang sáng thì mình có thể lựa chọn sản phẩm này anh chị ạ. Với mã của sản phẩm ở đây là SAB0C004B8-B nhé anh chị nhé. Một sản phẩm máy cơ đến từ Nhật. Đó là máy tự động nhé anh chị nhé. Chưa có chức năng lên cót tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Mẫu tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho anh chị nữa là một mẫu dòng đồng hồ Orient Triton. Đây là mẫu đồng hồ cũng được lắp ráp tại Nhật luôn anh chị ạ. Và mẫu này thì là phiên bản mặt màu xanh lục nhé. Rất hiếm những dòng đồng hồ mà có mặt màu xanh lục như thế này anh chị ạ. Viền bezel của sản phẩm cũng là màu xanh lục luôn. Kim mà cọc giờ thì đều có dạ quang và dạ quang rất là sáng luôn. Nền bên trong là nền sần nhé anh chị nhé. Kiểu nền này thì đồng hồ sẽ không có trải tia sunburst ở trên mặt của đồng hồ. Cũng có logo của Orient này. Chữ automatic này. Chống nước vẫn là 200 mét nước nhé anh chị nhé. Tới water resist 23 ở đây. Đây là chữ Japan này. F672. Mã máy của sản phẩm nhé anh chị nhé. Viền bên cạnh thì cũng là viền mạ bóng nhé. Chất thép của dòng đồng hồ Orient Triton rất là đẹp luôn. Dây thì thép phay xước này. Với 3 đường chỉ. Thép thì là thép đúc nguyên khối luôn. Đây là khóa này. Khóa đây là khóa 2 lớp nhé. Nên rất là chắc chắn luôn. Cũng có chữ Orient là dập logo ở đây. Đáy sau của đồng hồ thì là đáy kín anh chị ạ. Cũng khác những chi tiết liên quan đến sản phẩm. Ở đây anh chị thấy là máy made in Japan này. Thân viền vỏ là thép không gỉ 316N. Chống nước là 23. Kính là kính Sapphire. Phiên bản được lắp ráp tại Nhật. Máy Epson. Đây là mặt sau của dây. Với những cái dòng sản phẩm như thế này đều là phiên bản kính Sapphire nhé. Với phiên bản kính Sapphire thì anh chị yên tâm. Nhưng khi anh chị đeo không phải lo về độ trúng sức của sản phẩm. Và hiện tại thì em đang để sản phẩm với mức giá là 4,6 triệu. Với mã của sản phẩm ở đây là RAAC0K02E00C nhé anh chị nhé. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size mặt của đồng hồ ở đây là 42,8mm. Bề dày là 13,3mm nhé chị nhé. Em nên luôn chu vi cổ tay 16 để anh chị tham khảo luôn. Sản phẩm này thì sẽ phù hợp những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16,5 trở nên nhé. Những anh nam nào có chu vi cổ tay to thì cũng nên chọn sản phẩm này cũng rất là đẹp luôn. Máy tự động. Và máy này thì cũng có chức năng lên cót phụ và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ nhé chị nhé. Núm chỉnh của đồng hồ thì vẫn là núm steel dial, là kiểu núm mà khi anh chị phải vặn núm chỉnh ra thì anh chị mới có thể nên cót của đồng hồ này, có thể chỉnh lịch ngày này và có thể chỉnh giờ. Đây là vị trí nên cót của đồng hồ nhé anh chị nhé. Anh chị kéo nhẹ ra một nấc để anh chị chỉnh ngày. Anh chị kéo vào nấc ngoài cùng là anh chị chỉnh giờ. Chỉnh giờ thì anh chị chỉnh thuận chiều kim đồng hồ giúp em nhé. Em sẽ vặn đến 10 giờ 10 phút này. Sau khi chỉnh xong anh chị vừa nhấn này. Sau vừa nhấn vừa xoay theo chiều lên trên giúp em. Đảm bảo đồng hồ sẽ chống nước tốt nhất nhé anh chị nhé. Một mẫu đồng hồ máy cơ dành cho những anh nam nào có chu vi cổ tay to. Và em đang để sản phẩm với mức giá chỉ là 4,6 triệu thôi anh chị ạ. Mặt màu xanh lục rất là đẹp luôn, cũng rất là mới lạ. Và mẫu cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh chị cũng là một mẫu đồng hồ Orient nhé. Mẫu này thì hiện tại thì em đang để sản phẩm với mức giá chỉ là 4,3 triệu luôn. Một mức giá rất là tốt cho các anh chị luôn. Trên mặt đồng hồ thì anh chị thấy được thiết kế rất là cổ điển luôn. Với một ô cửa sổ open heart tại vị trí 9 giờ này. Và cửa sổ open heart này anh chị thấy là được thiết kế rất là đẹp luôn. Có một ô cửa sổ nghịch mặt trăng mặt trời ở đây nhé anh chị nhé. Để anh chị có thể dễ dàng phân biệt được là đây là 12 giờ trưa hay là 12 giờ đêm. Với lại biểu tượng mặt trăng mặt trời ở đây. Cọc giờ và kim thì đều được mạ VVD màu vàng nhé anh chị nhé. Cọc giờ thì anh chị thấy được gắn rất là đẹp. Máy thì vẫn là máy của Nhật. Bộ máy thì đã chạy rồi. Anh chị có thể quan sát máy trực tiếp hoạt động ở mặt trước của đồng hồ luôn. Phiên bản đồng hồ này là phiên bản kính nồi nhé anh chị nhé. Nhìn nghiêng như thế này thì sẽ nhìn rõ ràng hơn. Một sản phẩm classic rất là đẹp luôn. Viền bên trên, viền bên cạnh thì được mạ bóng nhé. Dây thì thiết kế với lại 3 đường chỉ này. Đường chỉ giữa thì anh chị thấy là hai viền ngoài thì được mạ PVD màu vàng nhé. Rất là đẹp luôn. Dây thì vẫn là thép đúc nguyên khối thôi. Mắt đồng hồ cũng khá là nhỏ nhắn luôn. Với cái dòng sản phẩm này thì nên tay cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhé anh chị nhé. Đây là khóa này, khóa bấm sang hai bên. Cũng có chữ Orient đây, logo của Orient. Đáy sau của dòng sản phẩm này thì đều là đáy hợp kính rồi. Cũng khác những chi tiết liên quan đến sản phẩm ở đây.
Máy thì là F6L24 này, tập sản phẩm của tập đoàn Seiko Epson Corporation. Vẫn là máy 22 chấn kính nhé, máy là máy của Nhật. Thân viền vỏ là thép không vỉ này, chống nước của sản phẩm này. Em vẫn là máy Epson. Đây là mặt sau của dây này, đây là mã dây nha anh chị nhé. Một sản phẩm máy automatic, thiết kế rất là cổ điển. Và với mã của sản phẩm ở đây là RAAS0101S10B nha anh chị nhé. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo. Size mặt là 41,5mm. Dây của sản phẩm là 14,1mm nha anh chị nhé. Với phiên bản kính nồi thì anh chị thấy là bề dày của đồng hồ sẽ đi giảm đi nhé anh chị nhé. Khi anh chị nhìn vào, em sẽ nên chu vi cổ tay 16 để anh chị tham khảo này. Sản phẩm này thì sẽ rất dễ dàng để đeo, cũng sẽ phù hợp với anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 15,5 trở nên. Đeo cũng rất là đẹp nhé anh chị nhé. Một sản phẩm thiết kế rất là đơn giản nhé anh chị nhé. Và cũng rất là khỏe luôn. Máy automatic của Nhật. Và hiện tại em đang để sản phẩm mức giá rất là tốt luôn. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm này thì mình có thể liên hệ trực tiếp với số bên em nhé. Em vừa giới thiệu qua cho anh chị với 4 mẫu đồng hồ bên em đang sale nhé. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt hàng mẫu nào thì cứ liên hệ với bên em. Hoặc là mình có nhu cầu cần tư vấn mẫu nào thì cứ inbox trực tiếp với bên em cho anh chị nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp anh chị trong video tiếp theo.